Ok, và là chào cả nhà đó bà con. Ok, xin ngày chào các cuối bạn. Tuần. Rồi hôm nay chúng tôi đi từ Nancy, Đại Ba đi tới Met. Bây giờ ông tài xế đang chuẩn bị xuống đổ xăng. Đây, hai vị chú phó từ Việt Nam mới vừa về tới Pháp, nó ngon chưa? Đại gia đó. Tôi đã đi trải nghiệm rồi, bây giờ tôi sẽ quay về cái nơi tôi chán nản để tôi đi kiếm tiền, để tôi trở về cái nơi người ta chán nản để tôi xài tiền. Chào cả nhà nha. Bắt đầu đi trải nghiệm tiếp. Bắt đầu đi trải nghiệm. À, đây là ông tài xế đây. Chuẩn bị xuống đổ xăng. Ui, anh chạy qua bên kia cũng được nữa. Chạy qua bên kia rồi. Ở bên kia là bay dê, còn đây mình sượt la cạc. Mình chơi sang đi. Mình chơi sang đi hả? Cần lấy cạc phẩm nghe gì đó. Rồi, không gắn mấy người. Bây giờ, đó, đây là đang ở chỗ đổ xăng. Siêu thị đổ xăng. Hôm nay mình ở dùng mặt trời, hai mùa mưa nắng mình trở về nơi bốn mùa. Nhưng mà được hên quá, hôm nay thời tiết rất là đẹp. Trời nắng ấm, không có lạnh. Để mình có cơ hội để mình đi trải nghiệm tiếp những cái vùng mà đang tổ chức foie, phải không? Foie espresso ở Met. Để đó là bán nhiều đồ, có đồ dịch, có mấy gian hàng, mấy trăm gian hàng của châu Á mình, rồi các xứ hội chợ, rồi chỗ mà gọi là gì cho mấy trẻ em chơi đó, có trò chơi, nhưng mà quan trọng là mấy cái manager, mấy cái chỗ mà nó bán những cái mặt hàng của các nước á, hội chợ. Tìm lại nghề kỷ niệm xưa của tôi. Một thời bán hội chợ. Bây giờ ôi trời này nóng hai mấy độ nha. Trời rất là nóng. Trời này nóng lắm á. Trời này nóng 20 thôi cả. Mà tại nằm trong xe là nóng. Cảnh tắm rồi, mở cái kiến xuống chút, có hơi gió. Nó đổ gì mà lâu dữ trời. Rồi nó xong rồi đó. Rồi nó còn kiểm tra. À, xe nó nhỏ, xe thứ nhỏ không có tay. Tôi tiền nữa, nó sọc tiền. À, ông xe này đẹp mi chứ. Quay xe này đẹp mi. Nó đang suy nghĩ. Không chắc có đẹp mi đâu. Đẹp mi, đẹp mi. Xe này nhỏ. Đẹp mi chứ, tông ảnh này đẹp mi lớn. Micro nè, micro ca nó hơi. Ôi, xe này chắc là hai người. Tại Hải coi chợ giờ cũng vắng vẻ. Ui, giờ chợ giờ nó cũng không như trước nữa đâu. Hồi trước nó tấp nập mà hôm nay thứ bảy rồi, thấy chợ búa rồi vắng queo rồi. Bây giờ Pháp cũng hết tiền rồi, nghèo rồi. Bữa nay cũng đi nữa là ngày mai đâu có chợ gì đâu. Ừ, bây giờ xuống đổ xăng đó. Ở đây đổ xăng tự phục vụ. Tự biên ở bên Việt Nam mình có người đổ phải không? Có người đổ thì mình, ở đây mình phải tự. Mình là mình không có làm gì đâu. Mình là cứ đổ vô là có người lại đổ ha. Mày chứ không? Bánh mì nữa, tôi bữa nay tôi không có đem cà phê gì đâu, để mình uống cái tiệm cho nó vui. Đây sẽ đổ xăng đây. Tôi ngày qua tôi về, thèm ăn cái bánh mì, tôi đi mua cái bánh tắc tin với lại tạc đặc phơm ở Lidl, mua 10 cái, 69, 5 cái phơm 5. Hả, nhiêu? Đồng 69. À, vậy là đây rẻ hơn. Bữa đổ với kia đồng 72. Tôi vô chợ tôi thèm bánh quá, tôi đi vô hốt ào ào vô chợ. Đi chợ nào?
sáng đi đậm ở sân nó đang nhiêu vậy? Sao plom đây nhiêu vậy? Vô chợ nó thơm mùi bơ. Ở Việt Nam nó không có làm nữa. Ở Toulouse có nhưng mà nó không có. Hình như ở đây nó rẻ hơn ở dưới mình á. Có bán gì quê lực lê mắc hơn đây á. Quê lực lê mắc hơn đây. Chị có mua mấy cái gói mà để ướp cái thịt ba chỉ chiên giòn lên trên mạng đấy ha, để cho vài gói qua cho ông có hai gói rồi mới nhớ ra. Ở đây rẻ hơn, ô sông đây rẻ, đổ dầu rẻ hơn á. Quỳ thích cho mấy đứa làm đồ, nó thích nấu đồ ăn. Đây đổ xăng xong rồi đó. Nó bằng năm máy cùng nhưng mà nó lên xuống bất thường lắm anh ơi. Nó lên xuống bất thường lắm. Dạ. Nó lên xuống bất thường lắm. Cà phê nè thấy không? Đồ cho ông Bảo thôi. Để mình đi uống rồi bắt đầu đi. Dạ, tới làm 60 cây nè. Chạy đây luôn chứ. Ra đây nè, anh sọt tí ra đây nè. Đó, có đường ra. Đó, anh có đường ra luôn mà. Sao tôi lại hỏi giờ chưa vậy? Xí xí, anh ra đó là sọt tí ra luôn đó. Đó, có đường ra luôn đó. Nè, anh đi đường này nè. Chắc mới hả? Chưa đây, bắt chồng. Anh chạy đường bên này nè. Chạy đường này stop nè, đi ra luôn, phải không? Đó, đây, đó, anh sọt tí ra đây luôn, phải không? Không có đâu. Đấy, có không? Đâu có cho ra mà, đâu có chụp ra giờ chưa ra. Đó, theo không, đâu có chụp ra. Ủa, kỳ vậy ta, lạ thế. Đi mà hỏi vợ, đâu có ra đường đó. Không, mỗi lần đi chợ, ngang ngõ đó được. Không có. Anh chụp người chợ, ngõ đó đi vô. Chắc anh ra ngõ này quá. Chắc ra ngõ này nè. Không, ngõ đó ngõ đi vô. Đây nè, đây nè, ra ngõ này nè. Ngõ đó ngõ vô á. Ra đi vô chứ. Vô anh, ngõ vô. Đâu, ra đây bắt cấm rồi. Cái quy bản cấm rồi, bản cấm rồi. Hôm nay đâu có đây bây giờ. Kỳ vậy ta. Ai cũng đang ở đó. Ai chắc quên rồi. Quên rồi, quên. Tại nãy ít đi chỗ sân này. Quy ô xong rồi lâu lâu ai mới đi chứ ít có đi. Giờ lên đây còn mở hả? Ồ, lên ăn sợ quá, hết dám ăn rồi. Kỳ nhớ mình ăn không? Kỳ nhớ mình ăn không? Tiếng gớm luôn rồi. Bây giờ hết mạnh dạng ăn luôn rồi. Bây giờ hết mạnh dạng ăn luôn rồi. Nó làm rất là ngon, mình ăn đồ cũng ok lắm rồi. Giờ còn cái này thôi phải không ta? Ở sau đây thôi. Người vừa dễ quá chặt bữa đó. Ở gì đó, đóng cửa hết hả? Ế quá. Ở sau ở Vin nó cũng đóng hết hả? Bây giờ còn cái gì Tom Land còn phải không? Bữa nay mình lớn ghê Phượng. Dạ. Nhớ mà mùa đông tiếp luôn rồi. Nhỏ giờ lớn giờ coi nó cao mà. Như bữa đó ăn thấy bật gốm luôn, chỉ bỏ hết như bữa đó đâu ai ăn đâu, bỏ luôn. Từ nhỏ tụi em đi pho chứ không phải đóng phí á chị. Ủa anh đi đóng phí? Sao chị ra đây luôn? Đâu có. Đâu đó, chạy vòng đó. Anh chạy ra. Mà nãy đây ra đây luôn, đi mét luôn. Sao có. Quy. Đâu có được. Được. Mét đây, chỗ này nè. Đúng rồi. Được, còn nãy anh chạy ra đó ra mét luôn được. Anh chạy này là lộn rồi. Đâu có, đây vòng này nè. Cái này em chạy xuống là chạy vòng đây là đi đường mét nè. Nhưng mà đi ngõ kia cũng được. Mình đi đằng thường. Là mét luôn được. Đi đằng thường nhỏ như thế này. Quay mà nãy anh sọt đi ra đó anh chạy luôn cũng được. Được. Bây giờ ở đây anh chạy trở về. Được. Đây rồi. Chạy ra đây. Dòng đây thôi. Chạy ra đây chờ. Đi lên mét nãy chỉ. Chứ giờ anh ra để kia thì chạy một vòng vòng hơi lọt lọt nữa. Đó đường mình đi qua nữa. Anh nhớ là mình vừa đi cái đường Vua Cô Lương mình ra mét cũng được. Rồi ok rồi là cho đây giờ chạy lên tới đó là 45 phút á. 45 phút. Mét khác hơn nhà tôi cũng khác. Hơi xa cũng mười mấy như 20 cái số. Nó là
Ok, tới giờ video đến đây mình xin tạm dứt nha. Rồi khi nào mà lên tới mét rồi mình quay quay chợ Pho rồi mình sẽ quay tiếp tục phần 2 nha bà con nha. Thôi ok, bye bye cả nhà nha. Bye bye. Lát nữa nha. Ok.